Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Hiện tại là em thấy đang đứng ở 52 đường Phú Trung nha quý cô chú anh chị. Đi thẳng lên là đi vòng qua đường đi ra đường 23 tháng 10. Và này đi xuống, đi xuống là đi đi xuống chỗ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh và chợ ga. Từ đây xuống đó thì khoảng hơn 200 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Vâng. Bây giờ là em thấy mời quý cô chú anh chị hãy theo chân em thấy đi vô, em thấy sẽ review và đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất ở Phú Bình. Trên này được ví như là một cái khu biệt thự mini này quý cô chú anh chị. Cái khu này rất là cao so với mặt bằng ở phía dưới bên này. Hôm nay là trời nó mới mưa, vừa mưa xong nên là trời nó hơi âm u, hơi tối nên là quý cô chú anh chị thông cảm nhé. Xung quanh đây thì dân cư là hiện hữu rồi, bắt đầu xây rất là nhiều dân cư xung quanh. Cư xung quanh có những khu biệt thự nữa nha quý cô chú anh chị. Họ đang xây nhà. Cái lô đất ở trước mặt nha quý cô chú anh chị. Cái lô đất này tổng thể, lô đất này với tổng diện tích là 83,9 m² nha quý cô chú anh chị, đất full thổ cư. Mặt tiền ngang là hơn 5 m từ cái cọc bên này, nó sẽ đi qua bên tới cái trụ bên này, tới cái ngay cái cây nha quý cô chú anh chị. Và dài ra thì tới kia, phía sau kia dài là hơn 16 mét nha quý cô chú anh chị. Dài hơn 16 mét. Tổng thể xung quanh đó, dài hơn 16 mét. Khu này là một vị trí rất là tiềm năng nha quý cô chú anh chị, phù hợp cho quý cô chú anh chị mua để đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này thì quá tuyệt vời luôn. Có rất là nhiều ưu điểm. Đây là mặt bằng ở trên này là cao so với cái xung quanh ở phía đằng phía ngoài kia, nên là ở đây thì khỏi phải sợ ngập lụt. Nếu mà xả lũ thì nước chỉ tràn ở phía khu vực thấp bên kia thôi. Xung quanh tổng thể đây nhà dân đã xây khá là đông rồi. Và đặc biệt hơn nữa là phía sau này là trong tương lai thì quy hoạch với một cái con đường 30 m, con đường 30 m đi ngang qua đây, 30 m. Nên là trong tương lai thì cái lô đất này sẽ có hai mặt tiền nha quý cô chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Tổng thể xung quanh thì từ đây đi ra đầu đường Phú Trung, hồi nãy em thấy đi vô thì hơn 200 mét thôi. 200 mét thì chính xác từ vị trí này đi xuống chỗ chợ ga Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh thì khoảng 1 km nha quý cô chú anh chị. Thì đi ra đường 23 tháng 10 thì xa hơn một tí thì hơn 1 km. Cũng rất là gần. Và đặc biệt là trong bán kính hơn 1 km thì có nhiều cái tiện ích khác như là Bách Hóa Xanh, trường học các cấp, có trường học các cấp xung quanh khu vực gần ủy ban trường học rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh và trường cấp 3 hệ tập. Trường học rất là ở xung quanh đó, là trường học rất là nhiều, nên là tiện ích cho quý cô chú anh chị mà có con em đi học thì rất là gần.
cái con đường phía trước lô đất này là cái con đường đường bê tông hiện trạng 6 mét nha quý cô chú anh chị. Đó, 6 mét, đường này 6 mét đường thông. Thông các hướng luôn. Thông đó, thông lên kia luôn. Và thông qua bên này, thông các hướng. Quá tuyệt luôn ạ. Tổng thể xung quanh ạ. Ngoài cái những cái ưu điểm thì ở đây thì nó cũng có cái nhược điểm nha quý cô chú anh chị. À, nhược điểm thì chắc quý cô chú anh chị cũng nghe rồi, cũng biết rồi. Đó là ở đây thì có một cái nhà yến. Ở đây thì có một cái nhà yến nên nó hơi ồn. À, yến nó đang mở nên nó hơi ồn một tí. Nhưng mà không sao quý cô chú anh chị ạ. Yến thì lâu lâu người ta mới mở thôi. À, mở xong thì người ta sẽ tắt. Nhưng mà nếu mà trong tương lai thì dân cư mà sống ở đây nhiều thì có thể là nhà yến này sẽ dẹp, không có thể cho hoạt động được, tại vì nó gây tiếng ồn. À, tổng thể xung quanh, giá tại vị trí này thì chỉ có 16 triệu rưỡi một mét vuông thôi nha quý cô chú anh chị. À, tại vì chủ cần tiền nên là cắt lỗ bán chỉ 16 triệu. À, giá rẻ so với khu vực xung quanh đây, tại vì xung quanh đây thì có chỗ là 18, 19 rồi. À, 18, 19 nhưng phía đằng kia thì có chỗ 17 rồi. À, giá này là giá rẻ nhất so với khu vực lân cận. Dạ vâng, em thấy xin nhắc lại là tổng diện tích là 83,9 m², ngang hơn 5 m, dài hơn 16 m, phù hợp cho quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này. Dạ vâng, quý cô chú anh chị xem qua video mà thấy phù hợp để mua đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em Thí với số điện thoại là 0356004435 nhé. Vâng, em Thí xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Bye bye.